Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung của Thần Ấn Vương Tọa tập 27 và 28. Mở đầu là hình ảnh Hàn Vũ đã bị xóa tên trong danh sách kỵ sĩ. Điều đó sẽ dẫn tới một vết nhục to lớn với hắn. Nhưng lúc này, Long Hạo Thần đã ra mặt, cầu xin cho Hàn Vũ một cơ hội. Nhưng Hàn Vũ lại không cần sự cầu xin của Hạo Thần. Điều đó dẫn tới các vị trưởng lão điện rất tức giận, nên đã quyết không tha thứ cho Hàn Vũ. Còn tuyên bố Hạo Thần là kỵ sĩ duy nhất trong lần này, vượt cấp đánh bại đối thủ, vậy nên ở vòng đấu sau, Hạo Thần sẽ có được suất qua vòng vào trước vòng chung kết. Điều đó cũng có nghĩa Hạo Thần đã được vào thẳng Liệt Ma đoàn, còn là người đầu tiên. Sau đó, kỵ sĩ trưởng tìm Hạo Thần. Ông không ngớt lời khen ngợi Hạo Thần, vinh quang hôm nay là xứng đáng với thực lực. Kỵ sĩ trưởng muốn để tên Hàn Vũ làm kỵ sĩ tùy tùng của Hạo Thần, nhưng Hạo Thần đã từ chối. Kỵ sĩ tùy tùng, kỵ sĩ ký khế ước tùy tùng với kỵ sĩ chủ gọi là kỵ sĩ tùy tùng. Họ là lá chắn vững chắc, mãi mãi bảo vệ bên cạnh kỵ sĩ chủ, là đồng đội trung thành tuyệt đối. Một khi chủ nhân gặp bất kỳ nguy hiểm gì, kỵ sĩ tùy tùng đều phải xả thân dâng hiến. Nếu có kỵ sĩ tùy tùng, trên chiến trường, Hạo Thần giống như có thêm nửa cái mạng. Sau đó Hạo Thần rời đi, tiến tới nơi hẹn trước với Thải Nhi. Khi vừa tới nơi, sát khí của Thải Nhi đã bao quát xung quanh Hạo Thần. Cô kiểm tra cơ thể và phát hiện Hạo Thần bị thương, cô cực kỳ lo lắng. Hạo Thần giải thích mình tham gia cuộc thi Liệt Ma đoàn, hôm nay gặp đối thủ mạnh nên bị thương một chút. Có điều mình đã thắng, cả hai lại tiếp tục tình tứ với nhau rồi đưa Thải Nhi về. Mấy tập liên tục cho khán giả ăn cơm chó, Thải Nhi lại đưa Hạo Thần tới thế giới của mình, thế giới của những người mù. Sau cùng đã tới nơi, cả hai lại chia tay nhau ở đây. Sau khi Hạo Thần rời khỏi, Thải Nhi triệu tập đám tùy tùng, yêu cầu điều tra kỹ tình hình cuộc thi của Điện Kỵ Sĩ hôm nay, xem là ai khiến Hạo Thần bị thương. Ngoài ra, chuẩn bị các loại thuốc trị thương, mỗi loại một phần, đưa đến phòng của hắn trước khi Hạo Thần về đến nhà. Về phía Hàn Vũ, hóa ra kỵ sĩ trưởng lại là ông của hắn. Hàn Vũ bị kỵ sĩ trưởng chửi như con. Ông nói, một là rời khỏi đây, hai là đến làm kỵ sĩ tùy tùng của Hạo Thần. 5 năm sau, mùa tiếp theo của cuộc thi tuyển chọn Liệt Ma đoàn, ông sẽ cho Hàn Vũ quay trở lại Điện Kỵ Sĩ. Mặc dù rất căm tức, nhưng Hàn Vũ đã không còn lựa chọn, đành chấp nhận làm kỵ sĩ tùy tùng của Hạo Thần. Sau đó, thông tin về Hạo Thần đã được điều tra, kỵ sĩ trưởng biết quả nhiên Hạo Thần là con trai của Long Tinh Vũ, thừa kế của kỵ sĩ trừng phạt mạnh nhất cả đại lục, chẳng trách lại ưu tú đến thế. Về phía Hạo Thần đã trở về phòng tu luyện linh lực thể lỏng. Sau trận chiến với Hàn Vũ, Hạo Thần đã lần mò được ngưỡng của cấp 5, chỉ thiếu cửa ải đột phá sau cùng. Nhờ có đan dược của Thải Nhi, tốc độ tu luyện của Hạo Thần mới trở nên nhanh như thế. Chúng ta đến với ngày đấu sơ tuyển thứ tư, sầu thí luyện ma pháp. Lâm Đạo Sư đã chiến thắng đối thủ của mình một cách dễ dàng với thuật điều khiển lửa của mình. Còn Hạo Thần sau khi tu luyện lại chạy tới nơi hẹn với Thải Nhi. Họ tới một ngôi đình, Hạo Thần bắt một con đom đóm tặng cho Thải Nhi, nói rằng đom đóm chính là biểu tượng của sự hy vọng sẽ thắp sáng đêm tối. Thải Nhi nói, muốn Hạo Thần phải dắt mình đi vĩnh viễn, liệu có bằng lòng? Tất nhiên Hạo Thần đã đồng ý, một cảnh tượng rất đẹp. Tối về, Dạ Hoa gặp Hạo Thần, nói về cuộc chiến ngày mai. Lần này Hạo Thần và Lý Hình đều thông qua sơ tuyển, nhưng việc này cũng có nghĩa vòng sơ tuyển của các điện khác cũng đã kết thúc. Top 10 của mỗi điện đều sẽ dùng thân phận thành viên của Liệt Ma đoàn mùa này tiến vào chung kết. Nhưng trước chung kết, nội bộ các điện vẫn còn một trận đấu xếp hạng. Để tăng cường thực lực cho thành viên Liệt Ma đoàn mới, các điện đã chuẩn bị một lô trang bị chất lượng cao làm phần thưởng đấu xếp hạng. Dạ Hoa mong Hạo Thần có thể bảo tồn thực lực, chuyên tâm vào trận chung kết tiếp theo. Chúng ta đến với ngày đấu xếp hạng thứ nhất, sân thí luyện kỵ sĩ. Hôm nay là trận đấu xếp hạng nội bộ, cuộc rút thăm được bắt đầu. Trận đầu tiên, Hạo Thần phải đối mặt với tuyển thủ mạnh nhất mùa này, Dương Văn Chiêu, một kỵ sĩ cấp 5, cả hai đã ra sân đấu. Hai người họ không chỉ là hai tuyển thủ mạnh nhất, mà còn là quyết đấu kế thừa của hai vị kỵ sĩ thần ấn, Long Tinh Vũ và Dương Hạo Hàm. Một con rồng băng và một con kim long xuất hiện trên sân đấu. Trận chiến sẽ như thế nào? Chúng ta cùng nhau đón chờ tập tiếp theo trên kênh LTG News nhé! Cuối cùng, LTG xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!